Đây rồi, mục tiêu đã được chọn. Khóa và giáp, chắc chắn chúng. Ơ kìa, hình như lag hình ảnh hay sao ấy anh em ạ. Không sao, làm lại xuống đường dưới. Ok, Dairon di chuyển vào bụi. Chắc chắn ở trong này rồi, linh cảm của tôi. À đù. Không sao, chắc là lỗi kỹ thuật thôi anh em ạ. Đường giữa rồi, chắc chắn có mạng. Phát bắn định mệnh. Ơ à. Chắc hẳn là khi xem đến đây các ông nghĩ là tôi bắn gà đúng không? Tôi cố tình bắn trước để lọc fan thôi anh em ạ. Đây nhá. Ok, một tình huống gọi là bắn chuẩn này. Vào đó là cái vị tướng Jin cũng như là ấy, như là Tywill thì phải. Có được bạn ấy từ Jin. Sau đó bắt đầu chọn góc. Ui dồi ôi, bắn lách qua Zaz để trúng vào đó là Tywill. Chuẩn cho anh em. Tiếp tục gọi tinh cầu ở phía bên hông nhá. Mục tiêu đây là Zaz kèm hỏa tiễn. Tính đảm là chuẩn. Ok, lên đường trên. Một tình huống gọi là dùng chiêu cuối để đảm bảo rằng cái phát này trúng đến từ vị trí của đó là Dairon này. Cố gắng đánh để hồi máu nhưng sát thương dồn vào đến từ lính là nhiều. Cố được cho mình chiến công huyền thoại. Căn góc này. Rồi. It's destined. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và đây là rung động ngọt ngào Novaria, skin hội viên ánh sao tháng 2 năm 2024 này. Và đến thời điểm hiện tại, Mỡ mới có dịp làm video clip cho anh em về Novaria. Bởi vì những ngày hôm qua chúng ta có rất nhiều những cái nội dung thú vị mà trong một ngày thì Mỡ sẽ không thể làm hết video clip cho anh em xem được anh em ạ. Nào là skin của AOT Attack on Titan này, xong rồi những cái skin được revive ở trong máy chủ thử nghiệm này, nó quá nhiều nội dung anh em ạ. Vì thế cho nên là ngày hôm nay Mỡ mới có gì gọi là mang đến cho anh em gameplay về Novaria, một vị tướng với lối chơi không quá khác biệt với khả năng cấu rỉa tầm xa và có khả năng dồn sát thương cực mạnh nếu như mà anh em có được những cái phát bắn tinh cầu chuẩn như vừa xong anh em ạ. Đấy, nhưng mà cái con Novaria này thì về cơ bản gameplay của nó không thay đổi, chỉ có điều đó chính là em này đã có một lúc tới 3 skin đánh sao anh em ạ. Wow, vãi lúa thật. Skin đầu tiên là skin rung động ngọt ngào, là cái skin mặc định của cái con Novaria này. Và hai cái skin tiếp theo là hai cái skin biến sắc, cũng ở trong cái sự kiện hội viên đánh sao tháng 2 năm 2024 này luôn anh em ạ. Tức là em Novaria đang từ một cái vị tướng pháp sư về cơ bản là mới ra mắt có được cái skin mặc định. Bây giờ em đã có tổng cộng 5 skin rồi anh em ạ. Mặc dù skin không khác biệt là quá nhiều. Vâng, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với em Novaria rung động ngọt ngào. Thì ở trong cái trang phục này, em Novaria ăn mặc giống như là một cái cô gái tuổi teen cực kỳ đáng yêu và xinh xắn vậy. Vũ khí của em Novaria ở trong cái trang phục này đó chính là một cốc trà sữa, rồi thì kẹo mút, thêm vào đó là cái miếng burger anh em ạ. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đánh thường của Novaria là đánh ra kẹo mút này. Rồi thì chiêu 1 của Novaria, nó ném ra một cái bình trà sữa và sau đó khi mà bình trà sữa rơi xuống thì nước bắn tung tóe và kẻ địch bị nguồn sát thương sốc mạnh. Và chiêu 2 của Novaria là bắn ra một cái miếng bánh burger to tổ bố thức ăn mày luôn và kẻ địch dính phải là rất đau. Chiêu cuối của Novaria thì nó cũng chỉ mang tính chất đổi màu từ màu xanh sang màu hồng mà thôi. Và có một cái điểm nhấn đến từ skill 2 của Novaria khi mà cô nàng này đã hòa mình vào thành những cái miếng bụi tinh vân màu hồng như anh em có thể đang nhìn thấy ở trong cái trang phục này của Novaria. Đây là một cái trang phục đẹp với mức giá, nếu như mà anh em mua hội viên đánh sao ở phía bên ngoài thì nó chỉ có mức giá đâu đấy nó rơi vào khoảng 80.000 đến 85.000 một cái hội viên đánh sao để mà có được cho mình đó là cái skin này của Novaria mà thôi. Và nếu như anh em chăm chỉ chịu cày thì anh em cũng sẽ dễ dàng sở được đó là hai cái skin còn lại của Novaria. Đấy, ok, thì đó là những cái chia sẻ đến từ vị trí của Mỡ ở trong cái skin này. Có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Novaria, một vị tướng mà như anh em có thể nhìn thấy. Cái vị tướng này thì để mà có được cho mình một cái gameplay hay và anh em đánh giỏi gánh team với những cái tình huống bắn tinh cầu chuẩn như thế này này. Đấy, thì nó sẽ liên quan phụ thuộc nhiều vào cảm giác anh em ạ.
Đấy, chúng ta sẽ cần phải gọi là chơi và có được một vài phát bắn ở giai đoạn đầu game để mà gọi là làm quen với cái hướng di chuyển của kẻ địch anh em ạ. Giai đoạn đầu game ở trong cái trận đấu này là mỡ thao thao bất tuyệt ở giai đoạn đầu game là chẳng qua là mỡ đang thăm dò kẻ địch xem là tụi nó sẽ di chuyển như thế nào. Để rồi sau đó là mỡ có được cho mình những cái tình huống bắn tinh cầu chuẩn đấy anh em ạ. Chứ không phải đầu game tôi bắn trượt đâu. Tôi bắn để gọi là xem hướng kẻ địch di chuyển thôi. Xem kẻ địch có mang não hay không anh em ạ. Đấy, và những cái tinh cầu phát viên tinh cầu tiếp theo mà mỡ bắn đang có được một cái tỷ lệ rất cao. Và gần như phát nào là phát địch chuẩn như anh em có thể đang nhìn thấy. Nói chung là mỡ đã chia sẻ với anh em rồi, con Novaria này, cái những cái phát bắn miếng hamburger ở trong cái skin này hay là những cái phát bắn tinh cầu đến từ skill 2, nó là những cái phát bắn mang tính chất cảm giác. Anh em phải đoán được cái hướng di chuyển của kẻ địch để mà sau đó tung ra những cái viên tinh cầu nó chuẩn xác anh em ạ. Đấy, mỡ chơi cái con Nova thì đôi khi mỡ hay bắn trượt. Bởi vì mỡ hay có cái tư duy đấy chính là mỡ gọi là muốn bắn trước cái hướng di chuyển của kẻ địch. Nhưng mà mỡ lại không tính toán được cái hướng bay đến từ tinh cầu, vì thế cho nên là thường mỡ sẽ bắn trước cái hướng di chuyển của team bạn anh em ạ. Đấy, chứ không phải tôi bắn trượt đâu. Đây này, căn góc này, bắn lách ra khỏi đó là Zaz. Và tình huống ở xong trúng là Tywill, vẫn còn trong mình đó là cái chiêu cuối của Novaria tăng tầm hitbox. Và bây giờ sẽ là mục tiêu Zaz, bắn kèm theo đó là cái hỏa tiễn đam là đủ. Trận đấu này mỡ cầm con Novaria lên cho em này cái điểm tài năng cuồng hoán, vì thế cho nên là nó sẽ không có cái thiêu đốt đến từ cái cuồng hỏa súng bái. Mà bản thân em Novaria thì dùng thiêu đốt đến từ cái cuồng hỏa súng bái nó cũng không hợp lý lắm anh em ạ. Em này dùng cuồng hóa là nhất rồi. Đấy, vì thế cho nên là tình huống vừa xong là mỡ đã có được một cái tình huống bắn chuẩn để có được mạng thứ tư của mỡ trong cái trận đấu này. Anh em có thể nhìn thấy cứ mỗi lần bắn lại em Novaria lại bắn ra cái miếng hamburger. Nhưng miếng hamburger này to lắm, không dễ ăn đâu. Và đó liên tục là những cái tình huống cấu rỉa rất khó chịu. Và rùa đã thuộc về team mỡ, tiếp tục là cấu rỉa đi Tywill một chút máu anh em ạ. Còn tanh nó cứng cho nên là cái phát bắn vừa xong không bắn mất nhiều máu cũng là đáng kể thôi. Nhưng phát này thì đau này, gần 1000 sát thương phép và bồi thêm đó là long miêu linh kích đến từ Nana. Team mỡ có được mạng thứ 13 trong cái trận đấu này rồi. Công phần lớn cũng đến từ tôi và anh em, những phát bắn tinh cầu tôi chuẩn lắm anh em nhìn này. Bắn chắc chắn trúng luôn. Nhưng mà hỏa tiễn trượt hay không thì không biết anh em nhá. Tôi chỉ cam kết là bắn tinh cầu trúng thôi anh em ạ. Còn hỏa tiễn thì hên xui. Rồi ok, con đài đốt đầu nhỉ? Không có trong bụi này à? Thế thì khả năng cao nó ở bụi giữa này thôi. Không biết kịp không? Ui, không kịp rồi anh em ạ. Tôi lại tình huống vừa xong tôi lại nhùng. Bởi vì tôi bắn hỏa tiễn mất rồi, tình huống vừa xong là bị thằng đài đốt nó lao vào xong rồi nó dồn sát thương thằng mỡ chết mất. Vì thế cho nên là tôi cũng liều anh em ạ. Nhưng phía bên này thì Nana bị Yin đưa vào lâu đài tình ái và Yin sẽ đào thoát những tinh cầu là chuẩn anh em ạ. Anh em thấy không? Đầu game là tôi chỉ cố tình bắn trượt để mà tôi đọc cái hướng di chuyển của team bạn thôi. Còn những cái phát bắn sau đấy của tôi là chuẩn lắm. Nhưng phát này anh em nhìn này, cứu một được hai, có được một tình huống lấy máu của Tywill cũng như là cái con thực thể mặc dù nó không liên quan cho lắm. Sau đó mỡ lên đường trên này, làm gì có chuyện tôi bắn trượt được. Ui, tôi đoán, tôi đọc team bạn như một quyển sách luôn anh em ạ. Ok, triệu hồi ra cho mình đó là cái miếng hamburger, một tình huống bắn gần mắc tâm kèm hỏa tiễn. Nhưng mà thiếu đam kìa. Adù, thiếu đam anh em ạ. Nhưng không sao, Mia đã lùi về rồi, đây còn Tywill thôi. Anh em nhìn này, anh em thấy không? Bây giờ cái tỷ lệ bắn của tôi gần như là 100% luôn. Giai đoạn đầu game chẳng qua là bắn để xem hướng di chuyển của team bạn nó biết chơi không thôi. Anh em thấy không? Cái tình huống vừa xong là tôi nghĩ là team bạn thằng đấy, thằng Yin nó sẽ lách sang phía bên phải đi vào bụi. Hóa ra là nó lại đi thẳng anh em ạ. Chơi game không ổn. Ok, tiếp tục tụ tinh cầu bắn này. Anh em thấy không? Đấy, bây giờ tầm ảnh hưởng bắn cứ phải gọi là bắn phát nào chuẩn phát đấy. Những cái phát mà tôi bắn chuẩn là đảm bảo với anh em luôn, đây là những cái phát bắn nó mang tính chất chắc chắn hạ cũng đi được team bạn, anh em hiểu không? Còn những cái phát bắn mà kiểu mỡ bắn trượt, mỡ bắn check tâm nhìn thôi. Ok, giao tranh đang có ở đây, một tình huống bắn tinh cầu này và trúng vào vị trí của đó là cái con thực thể rát này, không ăn thua cho lắm. Trong khi đó thì ở đường dưới thì sao? Mỡ xuống đường dưới trong cái tình huống này, một viên tinh cầu này. Ui rồi ôi, gần ngỏm đấy là Yin đưa ai đó vào lô này tình ái thì mỡ không biết, nhưng sau đó anh ta lên bảng điểm số. Team mỡ có được cái giao tranh thắng lợi, tiếp tục bắn tinh cầu chuẩn và Mia bốc hơi luôn. Team bạn lên bảng điểm số 4 người rồi. Và hình như là team mỡ còn đang muốn hạ gục đi được Zaz. Triple kill dành cho Minzita và team bạn bị quét sạch ở thời điểm hiện tại khi đồng hồ mới chỉ điểm sang phút thứ 4. Em thấy không? Khi mà team của anh em có được một cái con pháp sư đánh uy tín như này thì làm gì có chuyện gọi là thua được cả anh em. Team bạn bị quét sạch ở trong tình huống vừa xong. Và bây giờ sẽ là cái cơ hội để mà mỡ đẩy lên anh em ạ. Nhưng mà mỡ sẽ đẩy đường dưới xem ở đây ở đường dưới có ai không. Sẽ là tình huống gọi là bắn tinh cầu chuẩn ở vị trí của đài đốt ấy anh em ạ. Ôi may quá, có choáng một nhịp đến từ con Nana anh em ạ. Ơi, ui, ui trời ơi, làm sao bắt được kỳ tài lặng lách tôm mỡ.
bắt tôi kiểu gì, này thì bắt với chúng tôi này, đặt chiêu một ra để khiến cho nhìn anh ta hoảng sợ. Mà có vẻ như thằng Jin này nó không sợ lắm anh em ạ. Tiếp tục gọi tinh cầu bắn này. Ê, mục tiêu của tôi, chắc anh em lại nghĩ tôi bắn vào tim bạn đúng không? Không, tôi bắn vào con xe để mà lấy vàng anh em ạ. Bởi vì tình huống vừa xong Jin nó làm gì lên bảng điểm số đâu. Đầy máu mà, tiếp tục quét tinh cầu này, bắn này. Úi dồi ôi, bắn phát nào là dính khít kìm kịt phát đấy. Bắn dính như kêu 502 luôn anh em ạ. Giao tranh được nổ ra, đè thêm phát tinh cầu này. Ơ kìa, sao ông Isita lại đi kéo con Tywin nhìn cũng tục thế nhở. Phát đấy tôi lại không có được mạ gục rồi. Bây giờ đã là phút thứ 10 nhưng mà ông chỉ có được 4 mạ gục và 8 mạ hỗ trợ của tôi. Trong khi đó thì ở đường dưới thì sao, nhìn anh ta lùi về mất rồi anh em ạ. Tầm này bắn hỏa tiễn không kịp bởi vì con Mia nó cứ lảng vảng nó che anh em ạ. Nhưng này này, này thì che này, mất nửa cây máu đến từ đó là Mia. Này thì xạ thủ với phía của team bạn này, Long Miêu lên kích sát thương là đủ. Phía bên này, này thì nhìn, trời ơi anh em thấy tình huống vừa sao không? Tôi đoán được cả cái pha kéo đến từ Minzita bắn chuẩn lắm anh em ạ. Ok, ra đường giữa này. Ở kìa, lạ kỳ không, không đuổi theo con Nana mà tự nhiên lại đứng lại để mà dùng chiêu một. Khổ chưa anh em ạ? Đấy anh em thấy không? Hack phải những người không có não khổ lắm anh em ơi. Thế trận bây giờ đang được ép đến từ bên phía của team mỡ. Và mặc dù team bạn có được những cái vị tướng giao tranh rất mạnh, nhưng mà khả năng thả diều của con Novaria này nó vẫn làm cái gì đấy rất là bá anh em ạ. Và chơi được em Novaria này thì anh em bắt buộc phải biết được một cái điều rằng, đấy chính là anh em xác định là cái kỹ năng định hướng của anh em kéo phải chuẩn cơ. Đây, và timing bắn tinh cầu đúng thời điểm anh em nhìn này. Trời, double kill, 400 vàng rinh rinh vào tài khoản của tôm mỡ anh em ạ. Mạng thứ 7 rồi. Mỡ sẽ vào đây để lấy đi cho mình đó là cái con bùa tím để mà có được thêm cái thời gian hồi chiêu đến từ những cái phát tinh cầu anh em nhá. Bắn cho nó nhiều. Đây rồi, bùa tím đã được nhường, sau đó hướng lên đường trên. Mục tiêu sẽ là Đài Đốt, quét chiều cuối vào mặt của Đài Đốt. Một viên vào mặt, Đài Đốt mất đi 1.400 máu và anh ta đặt cổ đánh lính để hồi máu. Nhưng anh ta không đánh được bởi vì mỡ dựng chiêu một già chiến công huyền thoại. Và căn góc anh em này, đây này. Sời, vãi cả tham mình luôn. Ảo chưa anh em? Đấy, đầu game là tôi giấu bài thôi. Đến cuối game là anh em biết ngay trình độ là như nào anh em ạ. Bắn tinh cầu là rất chuẩn, mang về mạng thứ 10 của Novaria trong tay của tôi mỡ ở trong cái trận đấu này. Và game đấu này có lẽ là dần dần đến hồi kết rồi, khi mà team bạn không giải quyết được cái con Novaria với cái khả năng dồn sát thương rất là kinh khủng đến từ vị trí của em Nova này. Anh em nhìn này, chiều cuối này, một viên hỏa tiễn. Trời ơi, hơn 4.000 đam. Nhìn chạy, cái thằng Jin này nó không chạy về anh em này. Bồ lão thì sao? Bồ lão, ui, cái phát vừa xong là chắc chắn trúng Jin luôn. Chẳng qua là bị che thôi anh em ạ. Rồi, trận đấu này là team bạn bị lủng đi 3 đường rồi và team mỡ còn đang muốn set up và kiểm soát thêm cục diện của trận đấu. Một viên, không thành công. Nhìn anh ta đưa vào loài tình ái thì anh ta chưa đưa được ai cả. Anh ta bị CC anh em ạ. Và sau đó anh ta bị chiêu một đến từ mỡ, kết liễu mạng thứ 11 của mỡ. Rồi ok, một viên nửa lít đến từ giạt. Trời ơi, cái tầm này mà những cái phát bắn của mỡ nó đè thêm cái liệt kích thì ai mà thở nổi anh em. Ok, bắn check map thôi anh em ạ. Trong khi đó thì ở đường trên thì đang solo 1v1 giữa Dairot, kèm theo đó là cái vị tướng Matit. Matit được khỏe quá rồi anh em nhìn này. Một viên, ui, một viên kích cái liệt kích nội tại đảo đường. Và team bạn chính thức kết thúc trận đấu tại đấy. Anh em thấy không? Đầu game tôi chỉ lọc fan thôi anh em ạ. Và nếu anh em thấy gameplay về Novaria này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.